Dù cho sữa là nhân của kem đi nữa thì nhân ấy cũng không tự tại, vì sữa cũng lại do rất nhiều duyên sanh, như có bò mới có sữa, bò phải ăn cỏ tốt, phải uống nước trong, vân vân mới có được sữa tốt để làm kem. Như vậy có vô lượng nhân duyên sanh pháp. Bởi vậy nên nói trong nhân có quả hay nói trong nhân không có quả cũng đều không đúng vậy. Vì sao? Vì chẳng phải có cũng chẳng phải không vậy. Các pháp theo nhân duyên sanh đều chẳng có tự tánh, chỉ ví như bóng trong gương, như bài kệ thuyết. Pháp nào do duyên sanh, pháp ấy chẳng thật có, pháp nào chẳng phải không, chẳng theo duyên có được. Ví như bóng trong gương, chẳng do gương hai mặt, chẳng do người cầm gương, chẳng phải tự nhiên sanh, chẳng phải không nhân duyên, chẳng có cũng chẳng không, xả bỏ các chấp ấy mới vào nơi trung đạo. 10 như hóa, có 14 biến hóa tâm, đó là ở sơ thiền có 2, dục giới tâm và sơ thiền tâm. Ở nhị thiền có 3, dục giới tâm, sơ thiền tâm và nhị thiền tâm. Ở tam thiền có 4, dục giới tâm, sơ thiền tâm, nhị thiền tâm và tam thiền tâm. Ở tứ thiền có 5, dục giới tâm, sơ thiền tâm, nhị thiền tâm, tam thiền tâm và tứ thiền tâm. Số 14 biến hóa tâm này được chia thành 8 loại, đó là hóa thành nhỏ như vi trần, hóa thành lớn đầy khắp hư không, hóa thành nhẹ như lông hồng, hóa lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn, dài thành ngắn, ngắn thành dài, hóa xa thành gần, gần thành xa, hóa thành có sức lực hùng mạnh làm cho mặt đất rung chuyển, hóa một thân thành nhiều thân, hiện thần thông như đi xuyên qua vách đá, đi trên mặt nước, đi giữa hư không, vân vân. Lại nữa nên biết có 4 hạng chúng sanh sau đây có thể biến hóa ra các vật, như biến hóa ra các loại cây cỏ thuốc, các loại đá quý, vân vân. Đó là người ở cõi dục có luyện khoa huyễn thuật, người ở cõi dục có sức tu định, do sức tu định mà có thần thông, thiên long quỷ thần, do sành báo mà có thần thông, trừ thiền ở cõi sắc, do sành báo và do sức tu định mà có thần thông. Nên biết hết thảy các pháp cũng chỉ là hóa vật, chẳng có sanh, chẳng có diệt, bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp như là hóa. Lại nữa, vật hóa sanh trong định là do tâm sanh, chẳng thật có. Thân người cũng vậy, do dục nhiễm mà sanh tâm tương tục, dẫn đến có thân ở đời nay, nhưng thân vốn là không, chẳng thật có, là như hóa vậy. Khi hóa tâm diệt thì các pháp duyên khởi cũng diệt, các quả cũng diệt, chẳng có tự tại. Như vậy các hóa vật hóa sự tuy chẳng có thật, tùy chẳng thật có mà thường khiến chúng sanh khởi các phiền não. Lại nữa, tướng của biến hóa thanh tịnh như hư không, chẳng có nhiễm trước, chẳng có tội phước, hết thảy các pháp cũng đều như vậy cả. Vì pháp tánh là như là bất động. Ví như ở cõi Diêm Phù Đề có 4 sông lớn, mỗi sông lớn dung chứa cả 100.000 muôn ức nguồn nước từ khắp nơi chảy về, mang theo đủ thứ đổ bất tịnh. Thế nhưng khi chảy về biển cả, tất cả các nguồn nước ấy đều trở thành thanh tịnh. Hỏi biến hóa là do tâm người và do pháp, như vậy là nhân, sao lại nói là không? Đáp biến hóa là hư dối. Có duyên khởi biến hóa nhưng chẳng có quả. Ví như có tâm sanh, có miệng nói nhưng chẳng phải vì vậy mà những gì nói ra đều là thật cả. Như Phật nói, từ hữu sanh quán vô sanh mà được giải thoát, từ hữu vi quán vô vi mà được giải thoát. Như vậy tùy pháp là vô sanh mà người quán vô sanh có thể dùng pháp hữu sanh làm duyên khởi để quán vô sanh vậy. Quán vô vi cũng là như vậy. Người quán vô vi có thể dùng pháp hữu vi làm duyên khởi để quán vô vi. Bởi vậy cho nên hóa tuy là không mà có thể làm duyên khởi để cho tâm sanh khởi. Cũng như 9 dụ trước đây, như huyễn như diệm, như trăng dưới nước, tuy là không mà có thể làm duyên khởi để cho tâm sanh khởi vậy. Hỏi 10 dụ nêu trên đây cùng với không chẳng có gì khác, vì sao chỉ lấy 10 sự việc này làm dụ mà thôi? Đáp các pháp tùy đều là không mà có sai khác. Có cái không dễ giải thích, có cái không khó giải thích. Này lấy cái không dễ hiểu để làm dụ giải thích cái không khó hiểu. Lại nữa, ở nơi các pháp có chỗ tầm chấp, có chỗ tầm không chấp. Này lấy chỗ tầm không chấp để làm dụ phá chỗ tầm chấp. Hỏi, vì sao nói 10 dụ nêu trên đây đều là chỗ tầm không chấp? Đáp, vì 10 sự việc này đều là những pháp chẳng có kiên cố lâu bền, liền sanh liền diệt, cho nên đều là chỗ tâm không chấp. Tuy nhiên có người biết các pháp này lừa dối tai mắt, nhưng cũng có người nghe hết 10 dụ này rồi mà vẫn chẳng rõ được pháp không. Đối với những hạng người sau cần dùng những pháp môn khác để dạy cho họ. Hỏi, nếu các pháp đều là không, chẳng có sanh, chẳng có diệt, thì 10 dụ này dùng làm duyên khởi cho các luận nghị cũng đều là không cả. Lại nữa, nếu các pháp đều là không thì chẳng thể thuyết các dụ được. Ngược lại, nếu thuyết các dụ thì chẳng phải là không. Như vậy thì dùng 10 dụ đâu có ích lợi gì. Đáp, thuyết không nhằm phá pháp hữu. Nếu dùng 10 dụ để thuyết pháp hữu thì mới nên vấn nạn. Còn nếu dùng 10 dụ để thuyết pháp không thì chẳng nên thắc mắc làm gì. Ví như vị tỳ kheo do chấp sự mà đưa tay lên xuống nói với đại chúng rằng xin đại chúng hãy giữ im lặng. Đây là lấy tiếng nói để ngăn tiếng nói, nhưng chẳng phải là tiếng nói thật có vậy. Bởi vậy nên tùy thuyết các pháp là không, chẳng có sanh, chẳng có diệt, nhưng vì chư Phật chư Bồ Tát thương xót chúng sanh, độ căn độ trí, mà phải nói các pháp là phi hữu, là chẳng phải thật có, là như hóa vậy. Phật thế giới nguyện, mong được cảnh giới Phật. Kinh đã được vô ngại vô úy luận. Ở nơi 5 ấm, 12 nhập, 18 giới mà chẳng có tập, chẳng có diệt, mới gọi là được vô ngại vô úy. Hỏi, trước đây đã nói Bồ Tát ở giữa vô số vô lượng chúng sanh đã được vô sở úy, nay còn nhắc lại làm gì nữa? Đáp, trước đây nói về nhân, nay nói về quả. Ở giữa đại chúng, Bồ Tát thuyết pháp vô tận, luận nghị vô tận, giải các nghi vấn của chúng sanh vô tận. Như vậy nên Bồ Tát được vô ngại vô úy. Khi đã được lực vô ngại rồi thì ở nơi hết thảy các sự việc đã từng hay biết, chưa từng hay biết cũng đều được vô ngại cả. Ví như khi đã hiểu rốt ráo một loại kinh thơ thì đối với trăm ngàn loại kinh thơ khác cũng đều được vô ngại. Do vậy mà Bồ Tát dù ở trong một chúng hoặc ở trong trăm ngàn chúng cũng đều được vô ngại cả. Trí vô ngại là như vậy. Tuy nhiên trí vô ngại của Bồ Tát chưa phải là Phật trí. Ví như trong kinh có chép, khi Phật phóng chiếc bát mà Bồ Tát Di Lặc cùng chư vị Bồ Tát khác đều chẳng nắm bắt được. Vì sao như vậy? Đó là vì trí vô ngại của chư vị Bồ Tát chưa được rốt ráo, chưa bằng được trí vô ngại của Phật vậy. Kinh rõ biết tâm hạnh của hết thảy chúng sanh, để từ đó dùng vi diệu trí huệ mà cứu độ họ. Luận hỏi, làm sao có thể biết được tâm hạnh của hết thảy chúng sanh? Đáp, trí huệ của Bồ Tát như ánh sáng mặt trời soi chiếu tâm hạnh của hết thảy chúng sanh, biết rõ chúng sanh muốn hướng về đâu, rồi từ đó dùng các phương tiện thiện xảo để giáo hóa họ. Vì sao như vậy? Vì chúng sanh có hai hạng, đó là hạng thường chỉ cầu vui, hạng thường mong cầu trí huệ. Đối với hạng chúng sanh chỉ thường cầu vui, Bồ Tát dạy họ rằng các người nên tự trách mình, từ vô số kiếp đến nay đã chứa nhóm vô lượng tạp nghiệp. Nếu các ngươi cứ mải miết chạy theo các thú vui ở đời mà chẳng biết rằng mình như người đang say, thì các ngươi chẳng sao có thể xa lìa được các khổ. Khi còn trong thai mẹ đã khổ, sanh ra ở đời lại phải chịu khổ già bệnh chết cùng vô lượng các khổ khác nữa. Dù được sanh lên cõi trời cũng vẫn còn bị đọa lạc trong ba cõi, vẫn còn chưa được an lạc. Bồ Tát vì biết rõ tâm hạnh của chúng sanh nên dùng các phương tiện trí huệ dạy cho họ đoạn các khổ, dẫn cho họ ra khỏi nhà lửa của ba cõi. Hỏi, thế nào là dùng vi diệu huệ để độ thoát chúng sanh? Đáp, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, thiền định ba la mật gọi là vi diệu huệ. Lại nữa, nếu chỉ dùng thiền định trí là thô huệ, còn nếu dùng vô úy thiền định trí là vi diệu huệ. Lại nữa, nếu thủ tướng mà thuyết pháp là thô huệ, còn nếu ở nơi các tướng mà chẳng có thủ, chẳng có xả là vi diệu huệ. Lại nữa, nếu thuyết rằng các tướng là vô thường thì chỉ là thô huệ, còn nếu thuyết rằng các tướng chẳng thể hoại như kim cang, chẳng thể nhiễm trước như hư không là vi diệu huệ. Như vậy có vô lượng phương tiện vì diệu họa. Vì Bồ Tát đã biết rõ tâm hạnh của hết thảy chúng sanh nên mới có thể dùng vi diệu họa để độ thoát chúng sanh ra khỏi nhà lửa của ba cõi. Kinh, các ngài đã được vô quái ngại. Luận, hỏi thế nào là vô quái ngại? Đáp, ở nơi kẻ oán cũng như người thân, Bồ Tát luôn luôn giữ tâm bình đẳng, như vậy gọi là được tâm vô quái ngại. Dù được chúng sanh cung kính cúng dường, Bồ Tát vẫn chẳng hãnh diện, chẳng vui mừng. Dù bị chúng sanh đến mắng nhiếc, đánh đập hay ám hại, Bồ Tát cũng vẫn chẳng hề oán hận. Tâm thành tịnh như vậy mới gọi là tâm vô quái ngại. Lại nữa, ở nơi hết thảy các pháp, Bồ Tát cũng vẫn giữ tâm bình đẳng vô quái ngại. Hỏi, các Bồ Tát chưa được Phật đạo thì làm sao có thể được tâm vô quái ngại? Đáp, các Bồ Tát đều đã được vô lượng trí thanh tịnh nên ở nơi hết thảy pháp được tâm vô quái ngại. Hỏi, các Bồ Tát chưa được Phật đạo thì làm sao có thể được trí thanh tịnh? Đáp, các Bồ Tát đều đã được thân tự tại, chẳng phải do kết nghiệp mà sanh thân, chỉ vì thương xót chúng sanh mà trang nghiêm Phật độ, vì giáo hóa chúng sanh mà Bồ Tát thị hiện sanh thân. Bồ Tát đã được pháp thân tự tại, đã qua khỏi sanh già bệnh chết. Hỏi, các Bồ Tát đã được pháp thân rồi, như vậy so với Phật đâu còn có gì sai khác? Vì sao Bồ Tát còn đến bên Phật, lễ Phật, nghe Phật thuyết pháp? Đáp, các Bồ Tát tuy đã được pháp thân nhưng vẫn chưa bằng Phật. Bồ Tát chỉ ví như trăng đêm 14, Phật ví như trăng đêm rằm tỏa ánh sáng trong thanh. Lại nữa, vô lượng trí thanh tịnh nói trên đây chẳng phải có nghĩa hoàn toàn tuyệt đối. Vì sao? Vì thật sự trí của Bồ Tát vẫn còn có thể lượng được, nhưng do chúng sanh chẳng sao lượng được nên gọi là vô lượng đó thôi vậy. Ví như nước trong biển cả, nước của sông Hằng thật sự có thể lượng được, nhưng do chúng sanh chẳng sao lượng được nên đành nói là vô lượng vậy. Hàng chư tiên, hàng thanh văn bích chi Phật cũng chẳng có thể lượng được trí thanh tịnh của Bồ Tát nên gọi là vô lượng trí thanh tịnh. Trừ vị Bồ Tát do đã đoạn giải kiết sử, đã vào được vô sanh pháp nhẫn mà được vô lượng trí thanh tịnh vậy. Hỏi, Bồ Tát đã đoạn giải kiết sử rồi, đã được trí thanh tịnh rồi thì so với Phật đâu có khác gì? Đáp, thanh tịnh có hai nghĩa, đó là khi thành Phật đoạn giải các kiết sử là chứng được tánh thanh tịnh. Bồ Tát khi xả nhục thân được pháp thân, do đoạn kiết sử mà được thanh tịnh. Ví như một ngọn đèn cũng phá được bóng tối, nhưng nếu có thêm ngọn đèn lớn hơn thì càng được sáng tỏ hơn. Cũng như vậy, tuy đã được trí thanh tịnh nhưng vẫn chưa được thanh tịnh bằng Phật. Do được trí thanh tịnh nên Bồ Tát được vô quái ngại ở nơi hết thảy pháp. Kinh, đã thành tựu được đại nhẫn. Luận, hỏi, trước đây đã có nói về đẳng nhẫn và pháp nhẫn rồi, sau này lại nói thành tựu đại nhẫn nữa. Đáp, khi cả hai nhẫn nói trên đã được tăng trưởng thì gọi là thành tựu đại nhẫn. Lại nữa, khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi là đã được thân cuối cùng, thấy được chư Phật khắp mười phương hiện ra trước mắt, như vậy là đã thành tựu đại nhẫn. Lại nữa, có hai thứ nhẫn, đó là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Trải qua hàng hà sa kiếp, nếu có chúng sinh đến mắng nhiếc, đánh đập, sát hại mà chẳng sanh tâm sân nhuế, được cung kính cúng dường mà chẳng có vui mừng thì gọi là sanh nhẫn. Quán các pháp chẳng có khởi đầu, chẳng có trọng cuối, chẳng có trọng giữa, là chẳng rơi về nhị biên, nghĩa là chẳng rơi về thường kiến, cũng chẳng rơi về đoạn kiến, được an ổn không quái ngại, như vậy là được pháp nhẫn. Hỏi, thế nào là thậm thâm pháp? Đáp, như nói trong 12 nhân duyên, nhân và quả tương tục xoay vần, trong nhân chẳng có quả cũng chẳng phải chẳng có quả, gọi là thậm thâm pháp. Lại nữa, được bao giải thoát môn là được niết bàn thường lạc, gọi là thậm thâm pháp. Lại nữa, quán các pháp chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, chẳng có tướng, chẳng phải chẳng có tướng, chẳng có tác giả làm ra, chẳng phải chẳng có tác giả làm ra. Bồ Tát quán như vậy mà chẳng sanh tâm chấp đắm nên gọi là thậm thâm. Như bài kệ thuyết, pháp do nhân duyên sanh, như tự tướng vốn không, chỉ giả danh là có, gọi theo nghĩa trung đạo. Nếu pháp là thật có, chẳng thể nào là không, nếu trước có nay không thì đó là đoạn diệt. Pháp chẳng thường chẳng đoạn, chẳng có cũng chẳng không, tâm thức đầu tận diệt. nói năng đều bặt dứt. Bồ Tát được trì hí tâm như vậy nên điều vô ngại gọi là thành tựu đại nhẫn. Kinh Như Thật độ chúng sanh luận: các pháp của ngoại đạo tuy cũng có độ được chúng sanh, nhưng chẳng phải như thật độ, vì hãy còn các tà kiến và kiết sử. Các pháp của hàng nhị thừa tuy cũng có độ chúng sanh, nhưng cũng chẳng phải như thật độ, vì chẳng có nhất thiết trí, chẳng có đầy đủ các sức phương tiện, chỉ có Bồ Tát mới như thật độ chúng sanh. Ví như giữa hai phương tiện, để vượt qua sông Hằng, một bên là bè kết bằng thân cây, một bên là thuyền đóng bằng gỗ tốt chắc chắn, thì thuyền là phương tiện tốt nhất để độ người sang sông. Bồ Tát khéo độ chúng sanh cũng là như vậy đó. Lại nữa, có bệnh nhân phải dùng đến các thuốc đắng mới mong lành bệnh, có bệnh nhân chỉ lấy mắt nhìn vị thuốc tô đà phiến thì tức thì được lành bệnh. Thành Văn và Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng là như vậy. Thành Văn dạy người phải tu hành đầu đà, phải tọa thiền, phải quán khổ mới được đạo. Còn Bồ Tát chỉ dạy người quán các pháp tướng, chẳng có buộc, chẳng có mở, là được tâm thanh tịnh, là được đạo. Như trong kinh Văn Thù Sư Lợi Bản Tuyên có ghi một chuyện sau đây. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong vô số kiếp về trước, Phật Sư Tử Âm Vương dùng ba thừa giáo để độ chúng sanh. Quốc độ của Phật ấy gọi là Thiện Quang Minh. Ở nơi đây có những cây thọ mạng lâu dài, cây đều toàn bằng bảy thứ báu, phát ra vô lượng âm thanh thanh tịnh. Như thuyết về các pháp không, vô tướng, vô tác, bất sanh bất diệt, chúng sanh vừa nghe là liền được giải thoát. Lúc bấy giờ Phật Sư Tử Âm Vương ở trong chúng hội nói pháp. Hội thứ nhất có 99 ức người được đạo A-la-hán, có vô số Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, vào được trong các pháp môn, thấy được vô lượng các đức Phật, độ được vô lượng chúng sanh, được vô lượng các Đà La Ni và Tam Muội. Lại có các vị Bồ Tát sơ phát tâm, nhiều chẳng sao kể xiết được. Phật giáo hóa xong liền vào vô dư niết bàn. Lúc bấy giờ có hai vị Bồ Tát tỷ kheo là Hỷ Căn và Thắng Ý. Pháp sư Hỷ Căn dung mạo chánh trực, chẳng bỏ pháp thế gian, chẳng có phân biệt thiện ác. Đệ tử của Hỷ Căn đều thông minh, ưa nghe thầm nghĩa của các pháp. Pháp sư Hỷ Căn chẳng tán thán thiểu dục, trì túc, chẳng tán thán hạnh đầu đà, chỉ nói về thật tướng thanh tịnh của các pháp. Ngài nói với các đệ tử rằng tướng của dâm nộ si cũng là thật tướng pháp. Ngài lại dùng đủ các phương tiện giáo hóa các đệ tử, dẫn họ vào nhất thiết trí. Các đệ tử của Ngài ở trong nhân gian mà tâm chẳng sanh chẳng hối, tâm thường bất động như núi Tu Di, nên đều được vô sanh pháp nhẫn. Trong khi đó thì Pháp Sư Thắng Ý chỉ giới thanh tịnh, tu hạnh đầu đà, được 4 thiền, 4 vô xác định. Các đệ tử của Pháp Sư Thắng Ý và nhiều độn căn, thường phân biệt tịnh với uế, nên tâm thường lay động. Pháp Sư Thắng Ý khi vào các tụ lạc, thường thuyết về các hạnh tri túc, thiểu dục, biến tu hạnh đầu đà, tu các thiền định, lại chê trách Pháp Sư Hỷ Căn dẫn người theo tà kiến, nên mới nói các tướng của dâm nộ si đều vô quái ngại. Có vị đệ tử của Pháp Sư Hỷ Căn, lợi trí đã được vô sanh pháp nhẫn, đến thưa Pháp Sư Thắng Ý rằng: Thưa đại đức, tướng của pháp dâm dục là gì? Pháp Sư Thắng Ý đáp: Đó là tướng của phiền não. Đệ tử Ngài Hỷ Căn lại hỏi: Dâm dục, phiền não ở bên trong hay ở bên ngoài? Ngài Thắng Ý đáp: Chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài. Đệ tử Ngài Hỷ Căn lại nói: Nếu dâm dục phiền não chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở phương Đông Tây Nam Bắc, thì dù có cầu khắp cả 4 châu thiên hạ cũng chẳng sao tìm được thật tướng. Như vậy là pháp ấy chẳng có sanh, chẳng có diệt, thì làm sao có thể não loạn được ta? Pháp Sư Thắng Ý nghe xong tâm chẳng được vui, nhưng Ngài chẳng có thể trả lời được. Ngài từ tòa đứng dậy nói: Pháp Sư Hỷ Căn đã lầm lạc, đã dẫn đệ tử vào tà đạo. Pháp Sư Thắng Ý vì chưa được âm thanh Đà La Ni nên nghe Phật dạy thì liền sanh tâm hoan hỉ, nghe ngoại đạo nói thì liền khỏi sân nhuế, nghe nói đến ba đường ác thì liền chẳng được vui, nghe nói đến ba đường thiện thì liền thấy an ổn, nghe nói đến sanh tử thì liền ưu phiền, nghe nói đến niết bàn thì liền cảm thấy an lạc. Sau cuộc đối thoại, Pháp Sư Thắng Ý trở về tịnh xá, nói với đệ tử của mình rằng: Pháp Sư Hỷ Căn lầm lạc, dẫn dắt người vào tà đạo. Vì sao? Vì Pháp Sư Hỷ Căn đã khẳng định rằng tướng của dâm nộ si cùng tướng của hết thảy các pháp đều là vô ngại cả. Pháp Sư Hỷ Can Nhân nói như vậy, tự nghĩ rằng Bồ Tát Thắng Ý bị các ác nghiệp che lấp tâm trí, ắt phải bị đọa vào ác đạo. Ta phải nên vì Ngài nói lên Pháp thập thâm. Tuy đời này chẳng có được gì, nhưng đời sau sẽ làm nhân duyên dẫn vào Phật đạo. Nghĩ như vậy rồi, Pháp Sư Hỷ Can nói kệ rằng, dâm dục tức là đạo, si nhuế cũng như vậy, vô lượng các Phật đạo, chẳng khác ba Pháp ấy. Nếu có người phân biệt dâm nộ si khác đạo, người ấy xa các Phật, ví như trời và đất. Đạo cùng dâm nộ si là một Pháp bình đẳng, nếu nghe mà sợ hãi, cách Phật đạo rất xa. Pháp dâm chẳng sanh diệt, chẳng thể não loạn tâm, nếu người chấp lấy ta, dâm dẫn vào ác đạo. Chấp có khác với không, bị có không trói buộc, nếu biết có tức không, siêu thăng thành Phật đạo. Ngài Hỷ Căn vừa nói xong bài kệ, có 3 vạn thiên tử để được vô sanh pháp nhẫn, 1.8.000 thanh văn chẳng còn chấp hết thảy các pháp đều được giải thoát. Trong lúc đó, Bồ Tát Thắng Ý bị sa vào địa ngục thọ khổ. Khi trở lại là người, trong 74 vạn đời thường bị phỉ báng và thường chẳng được nghe danh Phật. Rồi tội mỏng lần lại trở lại nghe được Phật Pháp, xuất gia hành đạo, nhưng lại bị xả giới. Trong vô lượng đời làm sa môn mà căn vẫn ám độn. Còn Bồ Tát Tỳ Kheo Hỷ Căn nay thành Phật ở phương Đông, hiệu là Biểu Nghiêm. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thắng Ý Tỳ Kheo là tiền thân của con vậy, nếu có người cầu ba thừa đạo thì chẳng nên phá các tướng của các pháp mà ôm lòng sân nhuế. Phật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi: Ông nghe bài kệ ấy thấy có được lợi ích gì? Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp: Con nghe xong bài kệ liền với các khổ, được trí huệ lanh lợi, giải và nói được thâm nghĩa của Phật Pháp. Nhờ vậy mà nay ở trong chúng Bồ Tát con trở thành vị thượng thủ. Như vậy gọi là khéo thuyết các pháp tướng, cũng gọi là như thật khéo độ. Hết quyển 6. Luận Đại Trí Độ, quyển 7. Phẩm thứ nhất, tiếp theo. Phật thế giới nguyện, tiếp theo. Kinh: Nguyện lãnh thọ vô lượng thế giới Phật. Luận: Các Bồ Tát thấy được vô lượng thế giới trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật, có thế giới chẳng có các khổ. Bồ Tát thấy như vậy rồi nguyện sanh về các thế giới ấy. Ở nơi đây thường có vô lượng quang minh trang nghiêm thanh tịnh. Lại thấy có thế giới mà nơi đó hết thảy chúng sanh đều tu hành 10 thiện đạo, có trí huệ sáng suốt. Lại có thế giới chỉ thuần có các vị Bồ Tát sắc thân như Phật. Nơi đây chẳng có Thắng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Hết thảy các Bồ Tát nơi đây đều hành thâm diệu pháp, giáo hóa hết thảy chúng sanh. Bồ Tát thấy như vậy rồi phát nguyện: Khi tôi được thành Phật rồi thì các chúng sanh ở quốc độ của tôi cũng sẽ như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát nguyện thọ vô lượng thế giới của chư Phật. Hỏi: Bồ Tát đã có hạnh nghiệp thanh tịnh, từ được nghiệp báo thanh tịnh rồi, như vậy cần gì phải phát nguyện mới có? Đáp: Nếu làm phước mà chẳng có phát nguyện thì chẳng có mục tiêu, lập nguyện là để dẫn đường, có như vậy mới thành tựu được mục tiêu. Ví như người thợ vàng trước khi nấu vàng phải lập ý nên làm loại nữ trang gì để theo đó mà thực hiện vậy. Phật dạy có người ít tu giới, ít tu phước, chẳng thường làm việc thiện, nhưng thấy người giàu có nguyện sẽ được như vậy. Do thường nghĩ, thường niệm phước báo như vậy mà ở kiếp sau người ấy sẽ sanh làm người giàu có. Lại có người nghe nói đến các cõi trời tứ thiên vương thiên, tam thập tam thiên, đâu xuất đà thiên, thường nhớ nghĩ đến các cảnh vui ấy mà ở một kiếp sau sẽ sanh về các cõi ấy. Đây là do nguyện lực mà được vậy. Bồ Tát cũng vậy, do phát đại nguyện tịnh các thế giới Phật nên khi được thành đạo, Bồ Tát cũng sẽ do nơi nguyện lực mà thọ được thắng quả. Lại nữa, việc trang nghiêm các thế giới Phật là việc lớn, nên cần phải có nguyện lực lớn. Ví như trâu mạnh có đủ sức kéo luôn cả cỗ xe, nhưng cần phải biết chế ngự nó mới mong đưa xe đến nơi đến chốn được. Cũng như vậy, nguyện lực mạnh có thể kéo luôn cả nghiệp báo, dẫn sanh vào nơi chốn đã nguyện vậy. Cho nên trong kinh ví phước đức như trâu kéo, nguyện lực như người đánh xe vậy. Hỏi: Nếu không phải nguyện thì chẳng được phước hay sao? Đáp: Cũng có được phước báo nhưng chẳng bằng được trường hợp có phát nguyện, nguyện làm trợ duyên cho phước, do thưởng niệm chỗ tu hành nên phước đức càng tăng trưởng mãi. Hỏi, nếu như có nguyện mà được hưởng phước báo thì người làm điều ác nhưng chẳng nguyện về ngục thì cũng chẳng bị đọa địa ngục hay sao? Đáp, tội phước khác nhau. Người đã có tu ít phước, nhờ phát nguyện mà sẽ được phước báo lớn. Chúng sanh chẳng ai nguyện về cõi địa ngục cả, nhưng nếu phạm trọng tội thì tội của họ sẽ dẫn họ vào địa ngục vậy. Bồ Tát phát nguyện tề các thế giới Phật, nhưng còn phải tu vô lượng kiếp nữa mới được vào Niết Bàn. Hỏi, trong phẩm địa ngục có nói do tội phỉ báng bát nhã mà bị đọa địa ngục. Khi thế giới này tận kiếp lại chuyển sang thế giới khác để tiếp tục thọ khổ. Vì sao kẻ phạm trọng tội chỉ đọa địa ngục A Tý trong một kiếp mà thôi? Đáp, vì căn trí của chúng sanh có nhiều sai khác nên phải phương tiện lập ra hai thừa đạo để giáo hóa họ. Trong Thành Văn Đạo, Phật dạy người phạm tội hữu nghịch phải thọ khổ địa ngục trong một kiếp. Trong Bồ Tát Đạo, Phật lại nói người phá Phật pháp phải thọ tội trong vô lượng kiếp. Khi thế giới này tận lại chuyển sang thế giới phương khác để tiếp tục thọ khổ. Trong Thành Văn Đạo nói phước đức lớn nhất cũng chỉ hưởng thọ quả báo tối đa là 8 vạn kiếp. Trong Bồ Tát Đạo nói người tạo phước lớn được hưởng thọ quả báo trong vô lượng kiếp. Phải tập luyện mới thành tựu được phước đức lớn. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát nguyện lãnh thọ vô lượng thế giới Phật. Kinh niệm vô lượng thế giới Phật, niệm Phật tam muội thấy chư Phật thường hiện ra trước mắt. Luận: vô lượng thế giới Phật gồm các thế giới của các đức Phật ở khắp 10 phương. Niệm Phật tam muội là thường niệm các đức Phật trong cả 3 đời và khắp cả 10 phương. Do tầm nhẫn mà khi niệm Phật tam muội thấy được chư Phật hiện ra trước mắt. Hỏi, thế nào là niệm Phật tam muội? Đáp, trong Thành Văn Đạo chỉ thấy được một Phật thân khắp 10 phương thế giới. Trong Bồ Tát Đạo thấy được vô lượng Phật thân ở trong vô lượng thế giới Phật và dung thông cả 3 đời. Bởi nhân duyên vậy nên nói niệm vô lượng thế giới Phật, niệm Phật tam muội thấy chư Phật thường hiện ra trước mắt. Hỏi, có vô lượng tam muội? Sao Bồ Tát chỉ niệm Phật tam muội mà thấy được chư Phật hiện ra trước mắt? Đáp, niệm Phật tam muội hay trừ được các phiền não và các nghiệp tội, lại có được vô lượng phước đức. Do niệm Phật tam muội mà nhanh chóng trừ được các tội nên nhanh chóng vào được Phật đạo, thấy được chư Phật hiện ra trước mắt vậy. Trong kinh có chép câu chuyện như sau. Có 500 người lái buôn mạo hiểm vào vùng biển lạ tìm châu báu. Giữa đường gặp con cá ma giả La Vương há miệng trực nuốt thuyền. Cá há miệng mắt sáng như mặt trời, răng như những hòn đá trắng. Khi thuyền sắp trôi vào miệng cá thì có một vị thiền sư nói với mọi người trong thuyền rằng mọi người hãy cầu nguyện mới mong được thoát nạn. Trong thuyền có một người thọ 5 giới yêu bà tắc, khuyên mọi người nên niệm danh hiệu Phật. Chỉ có Phật mới có thể độ thoát nạn được. Mọi người nhất tâm niệm Nam Mô Phật. Còn cá ấy trước đây là một vị tỳ kheo phá giới, nay nghe tiếng niệm Phật liền tỉnh ngộ, tự hối và ngậm miệng lại quay đi nơi khác. Niệm danh hiệu Phật mà còn thoát khỏi ách nạn, huống nữa là niệm Phật tam muội. Lại nữa, Phật là vị Pháp Vương, chư Bồ Tát là những vị Pháp Tướng. Bồ Tát tôn trọng Pháp Phật, thường niệm Phật được vô lượng công đức, cũng như các vị đại thần thọ ơn vua thường sùng kính, nhớ tưởng nhà vua vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường hành các tam muội không vô tướng và vô tác, đem tâm ấy niệm Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Kinh khuyến thỉnh vô lượng các đức Phật chuyển Pháp Luân. Luận: khuyến thỉnh chư Phật có 2 cách. Đêm ngày 6 thời lễ bái chắp tay thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Khi các đức Phật muốn xả thọ mạng vào Niết Bàn thì khuyến thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp Luân làm lợi lạc quần sanh. Hỏi, trừ Phật thuyết Pháp là để độ chúng sanh, vì sao còn phải khuyến thỉnh Phật chuyển Pháp Luân nữa? Đáp, trừ Phật thuyết Pháp chẳng phải đợi người khuyến thỉnh, thế nhưng sự khuyến thỉnh đem lại nhiều phước lợi. Người thỉnh Phật thuyết Pháp là người có tâm tu, thường niệm chúng sanh, mong chúng sanh được lợi lạc nên được phước đức rất lớn vậy. Lại nữa, có những đức Phật nếu chẳng có ai khuyến thỉnh thì liền nhập Niết Bàn mà chẳng có thuyết Pháp. Như Kinh Pháp Hòa có nói, Đức Phật đã bảo nhập Niết Bàn mà không thuyết Pháp. Mãi về sau, trong hội Pháp Hoa, Phật Đa Bảo hóa thân, ngồi cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni trong tháp 7 báu. lại như Phật tu Phiến Đa, vì thấy hàng đệ tử chưa thuần thục nên đã nhập Niết Bàn, chỉ lưu lại các hóa Phật trong một kiếp để độ chúng sanh. Lại nữa, như Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi đắc đạo 21 ngày, vì quán thấy chúng sanh phước đức mỏng, chẳng sao hiểu nổi pháp Phật thập thâm, nên đã không vội thuyết pháp mà muốn nhập Niết Bàn. Do các chư thiền kính lễ chắp tay khuyến thỉnh, Phật mới ở lại thế gian chuyển pháp luân. Hỏi, đã biết khuyến thỉnh Phật có rất nhiều phước lợi, sao chỉ nói có hai cách khuyến thỉnh mà thôi? Đáp, có nhiều lý do khiến Phật chỉ chuyển pháp luân khi đã được khuyến thỉnh. Nếu không ai khuyến thỉnh mà Phật thuyết pháp thì hàng ngoại đạo sẽ xem thường, cho là Phật nhiều lời, hoặc cho là Phật tham sống lâu mà chẳng muốn nhập Niết Bàn. Phật muốn có sự khuyến thỉnh mới trụ thế và thuyết pháp, để cho hàng ngoại đạo thấy rõ Phật chẳng có ái trước pháp như họ. Phật chỉ vì thương xót chúng sanh, vì muốn độ thoát chúng sanh mà chuyển pháp luân. Bởi vậy nên có thỉnh có thuyết, không thỉnh không thuyết, như bài kệ sau đây. Phật thuyết những gì thật và những gì không thật, thật cùng với không thật, đôi bên bất khả đắc. Chân thật tướng như vậy, chẳng nên sanh hí luận, vì thương xót chúng sanh mà phương tiện truyền pháp. Lại nữa, nếu không có thỉnh mà thuyết, ắt phải trả lời 14 điều vấn nạn của hàng ngoại đạo. Này trừ thiền khuyến thỉnh Phật, xin Phật chuyển pháp luân chỉ nhằm đoạn sanh giả, bệnh chết. Chẳng phải vì hí luận nên Phật không trả lời 14 điều vấn nạn của hàng ngoại đạo mà chẳng vướng mắc gì cả. Lại nữa, vì hàng ngoại đạo tôn thờ Phạm Thiên, nay chính Phạm Thiên khuyến thỉnh Phật, khiến họ sinh tâm cung kính Phật. Kinh, đoạn dứt các kiến chấp và các phiền não. Luận, kiến chấp có hai thứ, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là kiến chấp cho rằng thân tâm là thường trụ, cho rằng năm ấm là thường nên sanh tâm chấp đắm sắc thân. Đoạn kiến là kiến chấp cho rằng thân tâm là đoạn diệt, do thấy năm ấm đoạn diệt nên cố bám víu lấy sắc thân, sống phóng túng, đắm mình trong dục vọng. Chúng sanh phần nhiều đoạn vào hai kiến chấp ấy. Phật muốn trừ các kiến chấp ấy cho hết thảy chúng sanh nên thuyết lý trung đạo. Lại nữa, có các chấp hữu biên vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, chẳng hữu biên chẳng vô biên, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Như vậy đủ thứ các kiến chấp, lên đến 62 thứ kiến chấp. Các kiến chấp như vậy làm nhân cho các kiết sử, dẫn sanh ra các khổ. Lại có 10 triền, các phiền não, kiết sử trói buộc tâm nên gọi là triền, hay làm cho tâm phiền muộn não loạn. Lại nữa, kiết sử có hai loại, đó là kiết sử thuộc về ái, kiết sử thuộc về kiến do dâm nộ si gây ra. Nói hẹp có 9 kiết sử, nói rộng có 98 kiết sử. Trong A Tỳ Đàm nói đến 10 triền, 108 phiền não có kinh, lại nói có đến 500 phiền não. Các phiền não gây tác hại như vậy nên các Bồ Tát dùng đủ phương tiện để tự đoạn cho riêng mình và đoạn cho người. Trong kinh có nêu mẩu chuyện: ở Tỳ Xá Ly có dâm nữ Yêm La Bà, ở Xá Bà Đè có dâm nữ Tu Mạn Na, ở Vương Xá có dâm nữ Yêu Bát La. Có ba anh em nghe tán thán ba nàng liền sanh tâm mê mẫn, thường trộm nhớ thầm, chẳng hề rời niệm. Đêm nằm mộng thấy mình gặp các dâm nữ thỏa mãn tình dục, nhưng sáng ra chợt tỉnh, thấy rõ cảnh mộng là giả tạm. Liền sau đó cả ba anh em tìm đến Bồ Tát Bát Đà Bà La thưa hỏi về sự việc. Được Bồ Tát giác tỉnh, ba anh em đều ngộ được rằng hết thảy các pháp đều từ niệm tưởng sanh ra, và nhờ vậy cả ba anh em đều chứng được bất thối truyền. Bởi nhân duyên vậy nên nói các Bồ Tát đoạn dứt kiến chấp và phiền não cho chúng sanh. Tam muội, kinh Du Hí xuất sanh trăm ngàn tam muội. Luận, các Bồ Tát đầy đủ thiền định trí huệ, thường dùng các phương tiện xuất sanh các tam muội, du hí ra vào các tam muội. Hỏi, thế nào là tam muội? Đáp, đó là thiền tâm bất động. Có ba trường hợp: có giác có quán, không giác có quán, không quán có giác. Hỏi, vì sao nói Bồ Tát du hí xuất sanh tam muội? Đáp, vô lượng chúng sanh có vô lượng tâm hạnh khác nhau, có người lợi, có kẻ độn. Bồ Tát muốn độ hết thảy chúng sanh và trừ dứt hết thảy tâm bệnh của họ, nên thường du hí ra vào các tam muội một cách tự tại vô ngại, chẳng có gì trói buộc cả. Kinh, hàng đại Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức như vậy. Luận, Nói hàng đại Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức là ý nói rằng hàng đại Bồ Tát thành tựu các công đức như vậy. Thành tựu các công đức như Phật, nếu muốn tán thán công đức của Phật Pháp Tăng, thì dù cho trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng sao tán thán hết được. Bởi nhân duyên vậy nên nói hàng đại Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức. Kinh danh hiệu các vị đại Bồ Tát ấy là Bát Đà Bà La Kế Na Na Già La Đạo Sư Na La Đà Tình Đắc Thủy Thiên Chủ Thiên Đại Ý Ích Ý Tằng Ý Bất Hư Kiến Thiện Tấn Thế Thắng Thường Cần Bất Xả Tinh Tấn Nhiệt Tạc Bất Khuyết Ý Quán Thế Âm Văn Thủ Sư Lợi Chấp Biểu Ấn Thường Cử Thủ Tử Thị. Như vậy có 100.000 muôn ức đại Bồ Tát đều là các bậc Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ làm Phật. Luận. Hỏi, vì sao có nhiều vị đại Bồ Tát như vậy mà chỉ nêu danh có một số ít vị thôi? Đáp, các vị đại Bồ Tát nêu trên đây là những vị có nhiều trí huệ, thường ở bên Phật nơi thành Vương Xá trong núi Kỳ Xảo Quật. Trong số các vị đại Bồ Tát này, có vị là Bồ Tát Tại Gia, có vị là Bồ Tát Xuất Gia. Những Bồ Tát Tại Gia như Bồ Tát Bát Đà Bà La Thiện Thủ là cư sĩ ở thành Vương Xá, Bồ Tát Kê Na La Già La Bảo Tích Vương Tử là cư sĩ thành Tỷ Xá Ly, Bồ Tát Tịnh Đắc là con của trường giả Đảm Báo Quốc và là cư sĩ thành Chiêm Bà, Bồ Tát Na La Đạt là người Bà La Môn ở nước Di Dê La. Ngoài ra có những vị Bồ Tát Xuất Gia như Bồ Tát Tử Thị Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát ở phương khác đến dự hội Bát Nhã. Hỏi, vì sao Bồ Tát Thiện Thủ lại được nêu danh lên trước nhất? Đáp, việc nêu danh trước sau như trên đây chẳng phải là theo thứ tự lớn nhỏ. Vì Ngài Bồ Tát Thiện Thủ là vị cư sĩ ở thành Vương Xá, lại là vị Bồ Tát thâm hiểu Bát Nhã nên được nêu danh trước. Lại nữa, Bồ Tát Thiện Thủ có vô lượng vô biên công đức, đã được ban châu tam muội, được Phật nhiều phen tán thán công đức nên được nêu danh trước. Hỏi, chỉ có Bồ Tát Di Lặc mới là vị Bồ Tát Bổ Xứ, vì sao nói các vị Bồ Tát khác cũng đều là những vị Bồ Tát Bổ Xứ cả? Đáp, các vị Bồ Tát nói trên đây đều là những vị Bồ Tát Bổ Xứ ở các cõi Phật trong khắp mười phương. Kinh, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tự trải tòa sư tử ngồi kiết già nhiếp tâm, nhập vào tam muội, vương tam muội, hết thảy các tam muội khác đều vào trong tam muội này. Luận. Hỏi, Phật có thị giả và nhiều đệ tử trong chúng hội, vì sao Phật lại phải tự trải tòa sư tử? Đáp, vì lợi ích cho chúng hội mà Phật làm như vậy. Trong hội Bát Nhã này, Ngài A Nan không biết ý nên không trải được. Hỏi, vì sao gọi là tòa sư tử? Đáp, gọi là tòa sư tử mà chẳng phải thật là tòa sư tử. Phật trên tất cả mọi loài chúng sanh cũng như sư tử trên hết trong tất cả các loài thú, nên chỗ nào Phật ngồi cũng đều gọi là tòa sư tử cả. Lại nữa, ví như sư tử đi đến đâu thì các loài thú đều nể phục. Phật thị hiện thuyết pháp ở đâu thì các bộ phái ngoại đạo đều hàng phục. Bởi vậy nên trong kinh ví Phật thuyết pháp như sư tử hống. Hỏi, có nhiều cách ngồi để thuyết pháp, vì sao Phật chỉ chọn cách ngồi kiết già? Đáp, cách ngồi kiết già rất an ổn, không có mệt mỏi. Thế ngồi kiết già là thế tọa thiền tốt nhất, không gây tán loạn nên được gọi là thủ đạo pháp tọa. Mà Vương thấy vậy đều sợ hãi. Người đệ tử Phật xuất gia ngồi kiết già dưới gốc cây khiến mọi người trông thấy đều sanh hoan hỉ. Như bài kệ thuyết, ngồi tư thế kiết già an trú trong tam muội, oai đức tòa cùng khắc tợ mặt trời chiếu sáng, trừ giải đãi thùy miên, nhẹ nhàng không mệt mỏi, giác ngộ cũng dễ dàng, vững như rồng cuộn khúc. Chỉ ngồi thế kiết già mà Vương đã sợ hãi, huống nữa là nhập đạo, tâm an trú bất động. Phật dạy đệ tử nên ngồi thế kiết già. Vì sao? Vì thân thẳng thì tâm dễ đoán tránh, thân thẳng thì tâm mới không giải đãi. Lại nữa, tâm ý đoán tránh thì mới giữ được niệm hiện tại. Nếu tâm ý bị tán loạn thì phải nhiếp tâm trở về trú trong hiện tại. Hỏi, thế nào là tam muội, vương tam muội? Đáp, trong tất cả các tam muội thì tam muội vương tự tại vào bậc nhất, duyên vô lượng pháp. Ví như đối với người trong một nước thì vua là bậc nhất, Đối với hết thảy các tam muội thì tam muội này là bậc nhất, là vua của các tam muội nên được gọi là tam muội vương tam muội. Hỏi, nếu dùng Phật lực thì hết thảy các tam muội đều là bậc nhất cả. Như vậy vì sao lại riêng nói tam muội này là bậc nhất? Đáp, tam muội vương tam muội còn gọi là tự tại thiền tướng, nhiếp nơi đại tứ thiền. Phật thường ở trong tứ thiền, khi xả thọ mạng cũng ở trong tứ thiền mà vào niết bàn. Vào sơ thiền do giác quá nên tâm còn động, vào đệ nhị do đại hỷ, vào đệ nhị thiền do đại hỷ nên tâm còn động, vào đệ tam thiền do đại lạc nên tâm cũng còn động, vào đệ tứ thiền do xả niệm thanh tịnh nên được tâm bất động. Bởi vậy nên phải ở trong đệ tứ thiền mới vào được tam muội vương tam muội. Lại nữa, tam muội vương tam muội là bậc nhất vì hết thảy các tam muội khác đều vào trong tam muội này, vì như hết thảy nguồn nước từ các sông đều chảy về biển cả. Hỏi, vì sao Phật vào tam muội vương tam muội rồi sau đó mới thuyết pháp? Đáp, pháp muốn nêu rõ trí huệ cũng do duyên sanh, nhằm ngăn các luận sư ngoại đạo chấp rằng ta thường có hết thảy trí huệ. Phật vào tam muội vương tam muội rồi mới thuyết pháp để chỉ rõ rằng không vào tam muội vương tam muội thì không rõ được thật tướng của pháp. Lại nữa, nhập vào tam muội vương tam muội rồi, Phật hiện sóng thần thông, hiện đại thần lực, thấu triệt cả mười phương thế giới. Nếu không nhập vào tam muội vương tam muội mà hiện đại thần lực thì sẽ có người nghĩ rằng Phật dùng huyễn lực và chú thuật mới có thể từ nơi thân hiện ra vô lượng quang minh. Do muốn đoạn nghi ấy mà Phật và tam muội vương tam muội vậy. Lại nữa, nếu Phật nhập vào các tam muội khác thì chư thiên các bậc thánh còn có thể biết được. Trái lại, nếu Phật nhập vào tam muội vương tam muội thì chư thiên các bậc thánh dẫn đến các Bồ Tát chẳng có thể lượng được, chẳng có thể biết Phật y vào đâu, duyên vào đâu, khiến tất cả đều cung kính tin theo. Lại nữa, đã đến lúc Phật thị hiện các điều hy hữu, phóng đại quang minh, khiến hết thảy hàng trời người đều có thể thấy mười phương thế giới. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới vào tam muội vương tam muội. Hỏi, mỗi tam muội đều có tướng riêng, như vậy vì sao lại nói hết thảy các tam muội khác đều vào trong tam muội vương? Đáp, được tam muội vương là được hết thảy các tam muội, vào tam muội vương là quán được hết thảy các tướng. Ví như đứng trên đỉnh núi cao trông xuống có thể thấy khắp mười phương, cũng như vậy vào tam muội vương có thể thấy hết thảy tâm niệm của hết thảy chúng sanh. Kinh, sau đó Đức Phật từ trong tam muội an lành xuất định, dùng thiên nhãn quán xem các thế giới, toàn thân Phật mỉm cười. Luận, hỏi vì sao khi còn trong tam muội Đức Thế Tôn chẳng làm gì cả, mà khi xuất định rồi mới quán xem các thế giới? Đáp, khi Phật vào tam muội vương thì hết thảy các bảo tạng đều khai mở. Từ trong tam muội ra, Phật dùng thiên nhãn quán thấy chúng sanh bần khổ si mê nên chẳng cầu sự tu hành. Phật nghĩ nếu hội đủ cơ duyên tu hành thì chúng sanh cũng sẽ được như Phật. Bởi vậy nên sau khi xuất định, Phật mỉm cười. Hỏi, Phật có đầy đủ cả năm nhãn, vì sao lại dùng thiên nhãn? Đáp, nhục nhãn không thấy không khắp, thiền nhãn thấy xa rộng hơn và chẳng bị chướng ngại, huệ nhãn thấy được các thật tướng, pháp nhãn thấy rõ các căn tánh của chúng sanh và các phương tiện để giáo hóa họ, Phật nhãn rõ biết hết thảy các pháp hiện tiền. Quán chúng sanh có thể dùng nhục nhãn hoặc thiên nhãn, nhưng vì nhục nhãn bị chướng ngại nên Phật dùng thiên nhãn vậy. Dùng thiên nhãn có thể thấy được các chúng sanh cùng các cảnh vật mà chẳng bị ngăn ngại. Hỏi, ở nơi Đức Phật mà cũng gọi là thiên nhãn hay sao? Đáp, người tu hành tinh tấn trì giới thiền định mới có được thiên nhãn. Con mắt này chẳng phải sanh ra là đã có, mà phải do sức tu hành mới có được. Phật là đấng giác ngộ có đầy đủ năm nhãn, trong đó có thiên nhãn. Lại nữa, vì loài người phần nhiều tôn quý hàng trời nên Phật tùy nhân tâm mà dùng thiên nhãn vậy. Lại nữa, như trước đây đã nói, trời có ba hạng là giả hiệu thiên, sanh thiên và thanh hịnh thiên. Xem quyển 5. Phật là bậc tối tôn, tối trọng trong hàng thanh tịnh thiên, gồm có Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật và A-la-hán. Nay nói Phật dùng thiên nhãn cũng chẳng có lỗi gì cả. Hỏi, Phật là đấng tối tôn tối trọng, vì sao Phật quán chúng sanh mà mỉm cười? Đáp, chẳng phải không nhân duyên mà Phật mỉm cười, nay vì đại nhân duyên, thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, mà Phật mỉm cười, vì Bát Nhã Ba La Mật là pháp thậm thâm vi diệu vậy. Lại nữa, vì Phật thấy chúng sanh do tâm chấp ngã thường sợ khổ, mà lại thường làm việc khổ. Thế nhưng lành thay, chỉ cần có một thiện duyên nhỏ cũng có thể giải thoát. Nhân nhỏ mà quả lớn, duyên ít mà quả báo nhiều. Như nhất tâm đọc một câu kệ, xưng tán danh hiệu của một đức Phật, thắp một nén hương cúng dường Phật, vân vân, cũng đã có thể vào được Phật đạo. Huống nữa là nghe được các tướng bất sanh bất diệt, hiểu được thầm Bát Nhã Ba La Mật, khiến các hạnh nghiệp nhân duyên chẳng bao giờ mất được. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mỉm cười. Lại nữa, tướng của Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh như hư không, nên Phật phải dùng thần thông biến hóa để giáo hóa chúng sanh, khiến tâm họ được nhu nhuyễn, sau đó mới tín thọ được Bát Nhã Ba La Mật. Đó là việc khó làm. Các pháp tướng là bất sanh bất diệt, chẳng có tướng như hư không mà lập ra có tướng mạo, chẳng có danh mà lập ra có danh từ, để vì chúng sanh thuyết pháp nhằm đưa họ đến giác ngộ giải thoát. Đó là việc khó làm. Dùng danh tướng để dẫn vào thật tướng mà chẳng chấp đắm, đó là việc khó làm. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mỉm cười. Phóng quang, chiếu hào quang. Kinh. Từ tướng thiên bước luân dưới lòng bàn chân phóng ra 600 vạn ức quang minh. Luận hỏi, vì sao trước hết phải phóng quang minh ở thân? Đáp, phóng đại quang minh ở thân nhằm khiến người sanh tâm thành tịnh tin kính mà chẳng khinh mạn. Do nơi Phật thân phóng quang minh mà chúng sanh biết Phật thân có trí huệ. Lại nữa, chúng sanh đắm dục là phần nhiều là đắm sắc, nên khi thấy diệu sắc quang minh thì tâm họ được ly dục, sau đó Phật mới có thể khai mở trí huệ cho họ. Hỏi, chư thiên cũng phóng quang minh, như vậy so với Phật thì đâu có gì khác. Đáp, hàng chư thiên cũng có phóng quang minh nhưng có hạn lượng. Phật phóng quang minh chẳng có hạn lượng, chiếu suốt đến vô lượng thế giới, khiến hết thảy hàng trời người đều được hoan hỉ. Hỏi, vì sao Phật lại phóng quang minh khởi đầu từ dưới chân? Đáp, dù rằng theo quan niệm của chúng sanh thì đầu là quý, chân là tiện, nhưng Phật muốn dạy chúng sanh nên giữ tâm bình đẳng, chẳng nên phân biệt quý tiện sang hèn, nên đã thị hiện phóng quang từ dưới chân trước. Kinh. Từ 10 ngón chân lên đến bụng, từ khắp cả tay chân lên đến chấm lông trắng giữa chặng mày, đến nhục kế ở đỉnh đầu, để phóng ra 600 vạn ức quang minh. Luận. Quang minh từ dưới chân phóng ra chỉ chiếu suốt phương dưới mà thôi, còn các phương khác chưa được chiếu khắp, cho nên Phật phóng quang minh khắp toàn thân. Hết thảy các phần ở nơi thân Phật đều có thần lực, nên ở đâu cũng có quang minh cả. Hỏi, Phật y vào tam muội nào mà phóng quang minh? Đáp, ở nơi đệ tứ thiền, Phật y vào tam muội vương tam muội mà phóng quang minh. Vì sao? Vì đệ tứ thiền là chỗ thủ thắng hơn hết. Lại nữa, từ lúc sơ sanh cho đến khi thành đạo, Phật đã phóng ra vô lượng quang minh. Khi bắt đầu chuyển pháp luân, Phật đã có phóng quang minh. Này, trước khi thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, Phật cũng lại phóng ra vô lượng quang minh đầy khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Kinh. Các quang minh này khắp chiếu cả 3000 đại thiên thế giới, rồi chiếu đến các thế giới Phật khác, nhiều như số cát của sông Hằng ở phương Đông và ở các phương khác trong khắp cả 10 phương. Nếu có chúng sanh nào nhận được ánh quang minh này thì quyết định được đạo vô thượng Bồ Đà. Luận. Hỏi, vì sao lại chiếu về phương Đông trước, sau đó mới chiếu đến các phương khác? Đáp, vì mặt trời mọc ở phương Đông nên Phật đã tùy theo tâm của chúng sanh mà chiếu quang minh về phương Đông trước. Hỏi, quang minh chiếu sáng trong bao nhiêu lâu mới tắt? Đáp, Phật dùng thần lực chú xả tự tại. Nếu Phật không có xả thần lực thì quang minh tồn tại mãi, chẳng bao giờ tắt cả. Kinh. Quang minh chiếu ra lại vượt ra khỏi các thế giới Phật, nhiều như số các sông Hằng ở về phương Đông và ở về các phương khác trong khắp cả 10 phương. Luận. Hỏi, thế nào gọi là một hệ 3000 đại thiên thế giới? Đáp, trong bộ kinh Tạp A Hàm có phân biệt thuyết rằng, một thế giới gồm một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di, một bộ 4 châu thiên hạ gồm Bắc Câu Lu Châu, cũng gọi là Uất Đan Việt, Nam Thiệm Bộ Châu, cũng gọi là Diêm Phù Đà, Tây Ngưu Hóa Châu, cũng gọi là Cồ Đà Ni, Đông Thắng Thần Châu cũng gọi là Phất Bà Đà. Một bộ 4 châu thiên vương gồm Trị Quốc Thiên Vương, Quảng Mục Thiên, Tăng Trưởng Thiên, Đa Văn Thiên, một Đao Lợi Thiên, một Đâu Xuất Đà Thiên, một Hóa Lạc Thiên, một Tha Hóa Thiên, một Sơ Thiền Thiên gồm Phạm Thiên, Phạm Chúng, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, một Tiểu Thiên Thế Giới gồm 1000 thế giới và một Đệ Nhị Thiền Thiên gồm Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, một Trung Thiên Thế Giới gồm 1000 Tiểu Thiên Thế Giới và một Đệ Tam Thiền Thiên gồm Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, một Đại Thiên Thế Giới gồm 1000 Trung Thiên Thế Giới và một Đệ Tứ Thiền Thiên gồm Vô Vân Thiên, Phước Sanh Thiên, Quảng Quả Thiên. Đại Thiên Thế Giới thường được gọi là 3000 Đại Thiên Thế Giới hoặc là Thế Giới 3000. Đây là một danh từ ghép cho biết rằng một Đại Thiên Thế Giới bằng một thế giới nhân 1000 nhân 1000 nhân 1000 bằng 1 tỷ thế giới. Đại Thiên Thế Giới có một thời sanh, một thời diệt. Có thuyết nói thời trú một kiếp, thời diệt một kiếp, rồi trở lại thời sanh một kiếp, lập thành một đại kiếp. Đại kiếp cũng bị 3 thứ phá hoại, đó là nước, gió và lửa. Tiểu kiếp cũng bị 3 thứ phá hoại, đó là đao binh, bệnh tật và đói khát. Đại Thiên Thế Giới trụ giữa hư không, gió ở trên, nước ở dưới. Trên nước là đất, trên đất có các loại chúng sanh sinh sống. Núi Tu Di có 2 cõi trời, đó là Tứ Thiên Vương và Tam Thập Tam Thiên, lại có Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên. Do nhân duyên phước đức mà đất ở các cõi ấy có 7 báu. Quang huỳnh của Phật chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, cũng chiếu đến các thế giới Phật khác trong khắp 10 phương, nhiều như số cát của sông Hằng. Hỏi quang minh chiếu xa như vậy mà sao chẳng bị tắt? Đáp, quang minh được chiếu đi xa như vậy là do thần lực của Phật nên không bị tắt. Cũng ví như suối rồng, do rồng phun nước nên chẳng bao giờ khô cạn. Lại nữa, các quang minh ấy chiếu đi là do tâm lực của Phật nên không bị tắt. Hỏi, trong cõi Diêm Phù Đà có nhiều sông lớn chảy ra biển cả, như vậy vì sao chỉ lấy cát của sông Hằng để làm dụ? Đáp, sông Hằng lớn nhất, cát của sông Hằng nhiều nhất. Lại nữa, sông Hằng ở tại nước Phật Đản Xanh, các đệ tử của Phật thường được trông thấy, nên Phật lấy cát sông Hằng làm dụ. Hỏi, số cát của sông Hằng nhiều đến mức độ nào? Đáp, chẳng có toán số thí dụ nào bằng được. Chỉ có Phật và chư vị Bồ Tát mới có thể biết được số cát ấy. Phật rõ biết đến số vi trần trong cõi Diêm Phù Đà, huống nữa là số cát sông Hằng. Ví như khi Phật ngồi ở rừng Kỳ Hoàn dưới gốc cây, có một vị Bà La Môn đến hỏi: trong cây trong rừng này có bao nhiêu lá? Phật bèn cho người Bà La Môn biết ngay tổng số lá trong rừng. Người Bà La Môn khởi tâm nghi, bèn lấy một số lá ở một cây nhỏ đem giấu đi, rồi đến hỏi Phật: hiện tại cây ấy còn bao nhiêu lá? Phật cho biết ngay số lá trước đây của cây và số lá hiện còn lại trên cây ấy. Người Bà La Môn kiểm tra số lá đã giấu trước đó và thấy đúng như lời Phật dạy, sanh tâm tín kính Phật, xin xuất gia theo Phật. Ít lâu sau, người Bà La Môn này chứng được A-la-hán. Hỏi, có bao nhiêu người gặp được quang minh của Phật mà liền được vô thượng Bồ Đề? Đáp, nhân duyên được độ của chúng sanh không đồng đều nhau. Có người do tu thiền mà được độ, có người do trì giới mà được độ, có người thuyết pháp mà được độ, có người do được nghe pháp mà được độ, có người do quang minh chiếu thân mà được độ, vân vân. Lại có người vừa thấy ánh sáng quang minh liền được độ, có người thấy ánh quang minh vẫn chưa được độ, mà khi được quang minh chiếu thân mới được độ. Ví như thành có nhiều cửa dẫn vào nội cung, dùng cửa nào cũng có thể vào đến nơi đến chốn cả, chẳng có sai khác. Kình hết thảy các lỗ chân lông trên thân của Thế Tôn đều mỉm cười và phóng quang minh chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, cũng chiếu đến hàng xa thế giới Phật khác trong khắp 10 phương. Nếu có chúng sinh nào nhận được ánh quang minh này thì quyết định được đạo vô thượng Bồ Đề. Luận, hỏi, đã nói toàn thân Phật phóng quang minh rồi, vì sao còn nói hết thảy các lỗ chân lông trên thân của Phật đều phóng quang minh? Đáp, trước nói toàn thân là nói phần thô, này nói hết thảy các lỗ chân lông, là nói phần tế, nói hết thảy các lỗ chân lông trên thân của Phật đều phóng quang minh, là mật ý nói Phật độ vô lượng chúng sanh vậy. Lại nữa, trước nói số người được độ còn có giới hạn, nay nói số người được độ là vô lượng vô biên. Ví như khi dung cây để hái quả, thì các quả đã chín mùi rớt xuống trước phải dung thật mạnh nhiều lần, thì các quả vừa chín tới mới dụng được. Cũng như khi bắt cá, bủa lưới một lần chỉ bắt được ít thôi, phải bủa lưới nhiều lần mới bắt được nhiều cá vậy. Hết quyển 7.